Xin chào gian hàng của đồng chí Cương. Đấy. Hôm nay quay được kỹ hơn rồi anh ạ. Đúng rồi, cảm tạ. Đấy, cây này hôm trước để trên ấy này đúng không? Đấy, trước để trong góc không nhìn gì đâu. Trộm xi măng giả đá luôn. Trộm bát tiên. Nhìn xa từng đá. Đấy. Quê cổ là thì trước bảo bao nhiêu quên mất rồi. Quê đá mấy ạ? Cho lối cổ. Toàn là khủng long này. Con cây hoàn thiện chặt đây, đi. Đây cây hôm trước cây gì này. Cây bè bè đấy. Cây hoàn thiện chặt đi. Để em trèo lên đây xem nào. Mặt sau là thế nào. Đấy. Cá đây à? Cái tí. Gần giống lá điên hạt đấy. Chỗ kia nhộn nhịp quá nhỉ. Tất nhiên thì chơi là chủ yếu, có ít người mua đâu. Đấy. Con này mà làm với hai, làm một con bộ ba hai cây hai bên nữa nhỉ, cây này cây trực ở giữa nhỉ. Đẹp. Cổ chơi theo bộ rồi đẹp. Đấy, trực ở giữa. Hai bên. Sàn là hai bên. Con kia nó giảm 10 triệu rồi. Con này đi chơi tương đối nhiều, nhiều người nhận ra đấy. Cây này năm nay của 10 triệu chùa đấy. Ông cho đi nhiều phết. Chứ nó ở cái trọng là cái tròn. Cái tròn nó khô vào đây nó trồng trồng bề này. Có thằng nó đang hai thằng con xe. Chục triệu nó không bán. Nó đòi 18 triệu. Cắt nhổ bớt. Rồi giờ triệt để rồi giờ cứ đến nuôi thôi. Chưa nhắc cắt chính nữa đây đúng không? Đấy, lít hết. Lít hết rồi. Được cái hơn tí. Đây con này mới nhỉ? Đấy, con này thì có giá là bao nhiêu? Con này 25 triệu rồi. 25 rồi. Giả chát. Đấy là cái vời đấy. À được. Vời con này còn bán hàng to kìa. Vời lấy được nhưng mà không lấy được mà thôi. Để cho em để xe cho em đi. Rồi chở cái này về trong cái hố làm đi gửi. Em đang tính về cửa tháo này. Nước phá đẹp. Đấy chỗ này nhìn phê nhỉ. Ngọn cổ tay nữa là đẹp. Đấy, người thả này. À. Cổ tay là nó kéo vào nhìn kéo từ đây. Thế còn cây này thì con này 15 anh ạ. 15. 15 triệu. Quê cũng cổ rồi. Quê cổ giá đẹp. Quê người ấy. Lá như điền luôn. Đấy, để bãi điền đẹp, lá còn không đẹp con này. Đó. Bể bãi cũng rất là làng nghe, hay.
Cái này thì thôi mua về cho bác khác. Ông nào mà mê thì đừng mua về đừng có thu đi phí. Thu lại tí đúng rồi. Không thôi để chơi thu phí. Nếu thu là phải gắn hết lại về phôi. Đấy, ba vài tháng bạc. Cái này được tứ diện. Lâu lắm. Đấy, còn để chơi lưới cổ này là ổn rồi. Tầm chắc tầm 70 phân. Ok đấy. Đấy còn rất nhiều lựa chọn khác nhau ở đây. Hôm nay được à? Đấy hôm tôi luôn. Giá yêu thương. Đấy, yêu thương bao nhiêu quyền bố rồi. Bảo 6 triệu, 6 triệu. Loại bấy nhiêu quanh quanh đấy. Chút hết. Nhiều đâu à, chăn nuôi. Còn chợ hôm nay chỉ có như vậy thôi. Chọn các đồng chí. Con dành dành đấy, quay con này. Này chắc mình mấy lần rồi không? Được, con này. Quay mẹ ông chủ mà bán. Đấy. Đã chát luôn. Có số rồi, cứ thế mà gọi thích à. Có cây mới cây cũ thế mà hỏi. Đỡ phải nhiều. Không mấy cái này đẹp. Cái đẹp với cái nhà hán nó đẹp. Nhà hán với mai chi mai đẹp cái nhà hát hỏi ông bảo bao tiền cái nhà hát to trong mấy chục 40 cái đầu trong đấy rồi mấy chục tiền trước nó bảo 40 thì cả ra chợ thế mình còn như nếu mà đi chơi chắc cũng bán thì trăm chả biết thế nào mà lần đấy là cái gì đấy cây cây chi ông đá kia được 12 đồng. Sang bắc này. Này bắc này thì vẫn trung thành với cái hàng này thôi. Ngày bán mấy chục cây. Rất nhiều đối tượng khách hàng phù hợp. Giá rẻ và không quá cầu kỳ. Đấy, ví dụ như cây như này hàm lượng nghệ thuật nó rất là nhiều, tất nhiên là giá trị nó không thể cao thì tùy đối tượng khách hàng. Các bác chơi chỉ cần có một cái cây rất đơn giản, có cây màu xanh ở trong nhà là ok rồi. Còn cao cấp hơn thì khó tính hơn thì chơi có một cây nó có dáng thế chút ở trong nhà, cao cấp hơn nữa là đòi hỏi cái cây cao hơn, kỳ quái hơn. Thì đấy là lối chơi của mỗi người, đã không thể bắt người này mà người ta chỉ cần có một cây xanh trong nhà mà bắt mua một cái cục u cục như này chẳng hạn, người ta nhìn thấy người ta phát hoảng. Ví dụ thế. Với lại cây của bác anh em bác Toàn quấn này. Bình thường lại cái mùa này nó dài đâu. Em nhấc lên chứ không thả xuống nó dài. Từ đây xuống. Đấy, mình ghét. Đấy con em gửi con đây. Đây thì đẹp được nhỉ. 12 hả bác? 10 triệu thôi. 10 triệu. Nói ra bán được. Đấy, giá bán đấy, bán chợ chưa đấy. Vâng, anh xin bác tí nữa. Sao ra lưu cây này, với anh em chưa uống nước. Đấy. Xì tai chuột bác nhỉ? Không phải tai chuột không? Hay là tìm đúng không? Tai chuột. Tai chuột. Đẹp đấy. Vâng.
vẫn là cái số vừa nãy bác đọc đấy đúng không? Cứ liên hệ số bác Tuấn đấy đúng không? Tuấn quả. Thì mai kia giá trị quá nhỉ. Chính như cái lúa kia không vấn đề gì cả. Mai không ảnh hưởng. Còn nó liền được, mai nó liền được. Mai chặt bần liền rất đẹp. Nhà rộng rộng tí không biết. Đấy, người mê nhà có nhà to. 10 triệu. Xì. Lướt lướt để cho anh em xem. Đây này, thấy các bác cây này là dễ lên đường nhanh lắm này. Đẹp. Bây giờ mua một cái phôi đã mấy chục triệu, một cái hoàn thiện như thế này không lên đường thì hơi phí. Đấy là một cái tâm lý chung các bác. Cái phôi bây giờ cũng mua nó không phải rẻ. Thậm chí cũng từ cây này cắt ra thôi, nhưng mà nó là mấy chục triệu. Nhưng mà cây hoàn thiện và như này phải bán không được bao nhiêu. Không được người về. Có thể nói là cái sự thiếu bản lĩnh về nghệ thuật và có phần là azure đấy, là phải nói về thẳng về vấn đề với nhau như thế. Ok, bác liên hệ số bác Tuấn của nãy lúc đầu đọc đây là bác hai nhà xe cạnh nhau nhé. Đây là bác Tĩnh. Ok. Các bạn mua các thông tin về là chiếc tốc chiều trợ này. Xin phép cảnh lại.